các nhà khoa học NASA thừa nhận họ chỉ mới tìm thấy những hành tinh mang một số đặc điểm giống với trái đất, nhưng giống hoàn toàn về mọi mặt thì chưa, mặc dù có cả hàng ngàn ngoại hành tinh đã được xác định. Một bài báo khoa học từ chương trình thám hiểm ngoại hành tinh của NASA đã phân tích xem có phải chúng ta đến giờ vẫn cô đơn, có phải vì trái đất là một hành tinh dị biệt đã phát triển theo cách không giống ai giữa các loại hành tinh khác trong vũ trụ. Như các công bố của NASA và nhiều nhóm nghiên cứu thiên văn về các hành tinh ngoài hệ mặt trời, chúng dường như hình thành theo những dạng nhất định, đó là các sao mộc nóng, các siêu trái đất cực lạnh, các tiểu hải vương tinh, vân vân. Có nhiều cái giống trái đất ở nhiều mặt, nhưng giống hoàn toàn để chắc chắn 100% sống được thì chưa. Tờ CTech Daily dẫn lời tiến sĩ Jesse Christensen từ Viện Khoa học Ngoại hành tinh của NASA cho biết, các hệ hành tinh mà chúng ta đang tìm thấy không giống như hệ mặt trời của chúng ta. Quan trọng là hệ mặt trời của chúng ta có khác biệt không? Sự kết hợp của một số yếu tố khác nhau dường như khiến trái đất trở nên độc nhất vô nhị. Trước hết, trái đất đã tự thiết lập mình trong một khu vực đặc biệt thoải mái. Mặc dù mặt trời của chúng ta trải qua chu kỳ hoạt động 11 năm, nhưng ngôi sao này không quá ảnh hưởng đến trái đất, ngay cả khi nó đang hoạt động cao điểm. Đó là một sự tương phản rõ rệt, lấy ví dụ như sao lùn đỏ, những ngôi sao nhỏ được biết đến với sự bùng phát bức xạ khá lớn. Trái đất cũng ở một khoảng cách khá xa so với mặt trời, quay quanh quỹ đạo trung bình 149.597.870 km. Sự kết đôi của hành tinh và ngôi sao cũng cho phép trái đất giữ lại nước lỏng trên bề mặt của nó. Trái đất cũng được định hình bởi sự hợp tác của nó với mặt trăng, nó tương đối lớn so với trái đất, nếu không muốn nói là lớn bất thường. Mặt trăng của trái đất ổn định chuyển động quay của hành tinh của chúng ta, ngăn chặn các chuyển động mạnh của các cực có thể gây ra những thay đổi lớn về khí hậu. Mặt trăng cũng định hình các điều kiện trên bề mặt trái đất bằng cách tạo ra thủy triều của đại dương. Sao Mộc cũng đóng vai trò quan trọng, mặc dù có khoảng cách rất xa so với trái đất. Do có khối lượng khổng lồ, Sao Mộc hoạt động như một loại máy hút bụi thiên thể, hút sạch các mảnh vụn làm xáo trộn hệ mặt trời. Những tảng đá nhỏ như ô tô và khổng lồ như mặt trăng sẽ thay đổi đáng kể bề mặt trái đất nếu chúng va chạm. Có lẽ tính năng độc đáo nổi bật nhất của trái đất là các đại dương rộng lớn bao phủ 70% bề mặt hành tinh. Trái đất là thế giới duy nhất trong hệ mặt trời của chúng ta có nước lỏng ở bề mặt ngày nay. Các nhà khoa học tin rằng sao Hỏa và sao Kim có thể có đại dương từ lâu, nhưng những thứ này đã biến mất từ lâu. Và trong khi các nhà khoa học đã tìm thấy dấu hiệu của băng nước trên các thế giới từ sao Thủy đến các tiểu hành tinh lớn, đến mặt trăng kỳ lạ Titan của sao Thổ, họ vẫn phải vật lộn để tìm ra dạng lỏng của nó. Điều thú vị là nước gắn liền với một đặc điểm độc đáo khác của trái đất, đó là hệ thống kiến tạo mảng của nó. Các chuyển động trượt của vỏ trái đất được cho là đã hình thành, nên các dãy núi cao chót vót của hành tinh và làm sụt giảm độ sâu đại dương. Các mảng kiến tạo giữ cho nhiệt độ của hành tinh được điều hòa, duy trì trong phạm vi nhiệt độ mà nước lỏng có thể chịu đựng được. Từ các đại dương lỏng đến vòng quay ổn định, tất cả những đặc điểm này kết hợp lại để làm cho trái đất trở nên độc nhất vô nhị theo một cách đặc biệt. Việc hiểu được những gì độc đáo về trái đất là rất quan trọng để hiểu các hành tinh khác có thể như thế nào. Rốt cuộc, ngay cả với tất cả các tàu vũ trụ mà con người đã gửi đi để khám phá các thế giới lân cận của chúng ta, thì trái đất vẫn là nơi duy nhất mà chúng ta có kiến thức đầu tiên. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa thấy hành tinh nào ngoài hệ mặt trời trông khá giống trái đất. Các nhà khoa học đã phát hiện ra gần 5.000 ngoại hành tinh cho đến nay, và trong khi họ chỉ có thể biết thông tin rất hạn chế về mỗi thế giới này, và không có gì ở trên các hành tinh này có đủ tập hợp các đặc điểm độc đáo như của trái đất. Thay vào đó, các nhà khoa học đã khám phá ra một kho tàng các hành tinh, mỗi hành tinh đều độc đáo theo cách riêng của chúng. Đó là những hành tinh khí khổng lồ nóng, xoay quanh các ngôi sao của chúng chỉ trong vài giờ, những hành tinh mà một bên vĩnh viễn hướng về ngôi sao chủ và nóng đến mức làm bốc hơi cả sắt, hoặc những hành tinh không quay quanh ngôi sao nào cả. Khi công nghệ của chúng ta được cải thiện, nhiều thợ săn hành tinh hy vọng sẽ tìm thấy người anh em sinh đôi của trái đất. Cuộc tìm kiếm đã khiến các nhà khoa học tranh luận về việc liệu trái đất có thực sự đặc biệt như chúng ta nghĩ hay không. Nhiều nhà khoa học tin rằng đặc điểm nổi bật nhất của trái đất chính là sự sống, có thể tồn tại trên một số trong vô số hành tinh khác ngoài kia, nhưng các nhà thiên văn học chưa thể phát triển được các công nghệ để có thể nhìn thấy chúng. Theo NASA, cũng có khả năng chúng ta không phải một dạng hành tinh đột biến,
nên may mắn có sự sống mà có thể do các phương tiện khoa học hiện đại đã bỏ sót các hành tinh thực sự giống trái đất. Là một cơ quan vũ trụ đi đầu trong cuộc săn ngoại hành tinh, nhưng NASA thừa nhận những khiếm khuyết của các thợ săn ngoại hành tinh tối tân của mình. Ví dụ, phương pháp dao động hay còn gọi là vận tốc xuyên tâm, phổ biến nhất để tìm kiếm ngoại hành tinh còn nhiều hạn chế. Khó mà có thể nhìn thấy ngoại hành tinh trực tiếp, nên các nhà khoa học đã nhìn bằng cách đo đạc những lực vô hình kéo lệch ngôi sao mẹ, từ đó tính toán về thứ đang quay quanh nó. Nhưng hành tinh càng to, lực kéo càng lớn. Vì thế, hầu hết hành tinh tìm thấy theo cách này đều lớn hơn trái đất. Phương pháp quá cảnh, nôm na là đo đạc sự thay đổi độ sáng của sao mẹ khi ngoại hành tinh quay quanh nó, thì dường như chỉ tìm thấy chủ yếu những hành tinh thường xuyên đi qua sao mẹ. Nhưng những hành tinh chỉ có quỹ đạo vài giờ, vài ngày hay vài chục ngày này thì lại quá gần sao mẹ nên thường quá nóng. Vì vậy, NASA cho biết để có thể tìm ra bản sao trái đất, họ đang nhắm tới các thợ săn ngoại hành tinh mới có khả năng kiểm tra bầu khí quyển để tìm dấu hiệu của oxy, methan hoặc carbon dioxide. James Webb vừa được phóng lên vũ trụ có thể đáp ứng được phần nào kỳ vọng đó. Được các nhà khoa học mô tả như là một cỗ máy siêu thời gian hồng ngoại giúp quay ngược lại 13,5 tỷ năm để quan sát ngôi sao đầu tiên và các thiên hà hình thành trong bóng tối của vũ trụ sơ khai. James Webb là kính viễn vọng không gian được kỳ vọng sẽ xác nhận khả năng sinh sống của các hành tinh có yếu tố giống trái đất mà giới thiên văn khắp thế giới đã tìm thấy trong nhiều năm qua. Thứ làm nên sức mạnh của NASA là một tấm gương vàng kỳ lạ, rộng tới 6,5 mét, gấp 3 lần so với gương phản xạ chính của Hubble. Thiết bị quang học rộng này cộng với 4 thiết bị quan sát siêu nhạy khác sẽ giúp các nhà thiên văn học nhìn sâu hơn vào không gian, quan sát được vùng vũ trụ xa hơn cả về không gian lẫn thời gian. Với sức mạnh quan sát cực mạnh và khả năng thu nhận ánh sáng gấp 70 lần Hubble, vì vậy, mặt gương lớn cùng với khả năng thu nhận hồng ngoại cho phép chúng ta quan sát vũ trụ trong quá khứ. James Webb cũng nhận nhiệm vụ thám sát bầu khí quyển của nhiều ngoại hành tinh được Hubble và các kính viễn vọng khác tìm thấy trước đây, từ đó tìm ra những bằng chứng rõ ràng hơn về khả năng tồn tại sự sống bằng cách phát hiện oxy và chất diệp lục giúp giới chuyên gia tìm kiếm và giải đáp bí ẩn về sự sống ngoài hành tinh.